Hello cả nhà, hôm nay em sẽ cho anh em nghe cái chất âm của cái con Sanyo 4, một trong những cái chuỗi series rất là dài của Sanyo và rất là nhiều phiên bản. Lâu rồi thì em mới nhập lại cái con này. Và đây là cái con màu đen, viên ngọc đen của Sanyo 4 ha. Đây, em sẽ quay sơ qua cho anh em xem về cái ngoại hình của em này trước. Em này có một cái màu đen piano rất là đẹp. Toàn bộ tất cả cái phím bấm của nó còn sáng ha. Đẹp. Thằng này chơi được radio cassette, radio thì full tần số 108 luôn. Toàn bộ viền lo của chúng ta còn rất là mới. Và có một cái chức năng AMSS này, tức là tù băng thông minh. Ok, bây giờ em sẽ lay cho anh em nghe ha. Ở bên trái chúng ta sẽ có những cái chế độ âm thanh như mono, sister và âm thanh rộng. Ở bên này sẽ là cái phần radio, cassette. Đây, radio. Cầu thủ đa năng Bích Thùy 29 tuổi cũng có nhiều cửa tranh chấp bóng bạc, bóng đồng. Và nếu như Kim Thanh gần như là duy nhất chơi đủ các trận quốc tế. Và chúng ta sẽ có những cái cổng line-in này, line-in và line-out ở bên hông như thế này. Rồi bên đây sẽ chơi được 3 chế độ băng, đó là normal, CR2 và kể cả băng metal luôn. Volume, chỉnh tông và ba lăng FM, AM đầy đủ tất cả mọi thứ. Sử dụng nguồn điện 9V và sử dụng pin, tất cả mọi thứ đều hoạt động hoàn hảo. Một chiếc máy radio cassette rất là đẹp, đến từ thương hiệu Sanyo với một cái mức giá vừa phải để anh em sưu tầm. Ok, xin cảm ơn tất cả các anh em đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video clip tiếp theo. Nếu thích clip này hãy like, subscribe, đăng ký kênh YouTube của LB Audio để có thể cập nhật những cái sản phẩm mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ạ.